Hạ Vũ xuyên qua. Tin tức tốt, lấy được khuôn mẫu là ngôi sao ca nhạc thiên tài ẩn lui 10 năm. Tin xấu, là bộ não yêu đương nặng nề. Cũng may, đã chia tay. Mạc đắc tình cảm Hạ Vũ trở về làng giải trí, chương trình giải trí thượng một ca khúc cá lớn, khởi động lại giấc mộng ca sĩ. Bạn gái cũ cho rằng bám vào người giàu có vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía người phát sáng trên sân khấu. Tưởng rằng mình đã mất một cọng cỏ không ngờ lại mất một báu vật mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một xuyên qua là cái yêu nhau não bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong phòng tắm trong một cái thùng màu đỏ tất cả đều là máu đỏ tươi trên mặt đất trên màn hình điện thoại người phụ nữ tên là phỉ phỉ tin nhắn cuối cùng là sau khi chia tay chúng ta cũng là tri kỷ vĩnh viễn nam nhân vô lực ngã xuống đất một tay thò vào trong thùng máu róc trách không ngừng trong thân thể giống như có thứ gì đó đang không khống chế được biến mất ý thức cũng dần dần mơ hồ đột ngột thình thịch một người phụ nữ đạp văn cửa phòng tắm có phải phi phi không hắn vừa định vươn tay ra nhưng ý thức đã tan rã hôn mê bất tỉnh đợi đến khi tỉnh lại, đập vào mắt cũng chỉ có trần nhà trắng như tuyết. Mùi gây mũi của nước khử trùng đặc biệt thuộc về bệnh viện nhắc nhở hắn hiện tại đang ở nơi nào. Anh ấy, chấm v đúc o o. Xuyên qua. Một cái một lòng kiếm tiền nam nhân, xuyên qua đến yêu đương não âm nhạc thiên tài bên trên. Đây là nhân sinh khốn kiếp cỡ nào. Nghe răng trận mắt ông bàn tay bị thương, hạ vũ một cước đá văng cửa nhà vệ sinh rách nát mắng chửi đỉnh đạt tìm thuốc khắp phòng hảo hảo một cái tiên thiên âm nhạc thánh thể lại bởi vì bạn gái không muốn nổi danh liền lui vòng nhiều năm như vậy bây giờ còn bởi vì chơi nghèo yêu phú bạch liên hoa bạn gái muốn chia tay cương nhiên cắt cổ tay nếu không là cắt tĩnh mạch ta mặc vào cũng là chết rõ ràng là ông trời đuổi theo đút cơm ăn lại có thể một tay đánh bài tốt đến nát bét thật vất vả xử lý tốt vết thương trên cổ tay. Hạ Vũ cơ bản dung hợp ký ức của nguyên chủ. Hắn cầm lấy điện thoại di động, vừa muốn xóa bỏ cái kia bạch liên hoa bạn gái của phương thức liên lạc, lại bị đột nhiên bắn ra tin nhắn nắm lấy tâm thần. Ấm áp nhắc nhở, thẻ tín dụng số cuối 3102 của bạn trước ngày 25 tháng này phải trả 150.000 nhân dân tệ, nếu chưa trả đủ số tiền trả tối thiểu, tín dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn có thể đăng nhập vào ngân hàng điện thoại di động chữ phía sau, Hà Vũ đã không có tâm tư nhìn tiếp. Cái, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn. Ánh mắt của hắn tập trung vào một chuỗi con số. Hận không thể đốt nó ra một cái lỗ. Mười lăm vạn. Ngươi cái đồ chó liếm. Liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng A. Tiền lương của anh chỉ năm sáu ngàn, toàn bộ cầm đi mua túi sách mỹ phẩm cho hứa di phỉ. Mỗi tháng nhập không bằng suất vì thỏa mãn dục vọng của hứa di phỉ, bắt đầu hành trình vay tiền. Nếu là lúc trước tiếp tục ca hát, 15 vạn căn bản không tính là gì. Nhưng đối với Hạ Vũ, một nhân viên văn phòng bình thường cắt đứt quan hệ với gia đình mà nói là một khoản tiền lớn. Chớ nói chi là tiền lương tháng trước cùng tiền gửi ngân hàng cuối cùng mới vừa bị hứa di phỉ cầm đi mua túi sách của cổ trì, lúc nói chia tay, trong tay còn cầm. Hôm nay đã là ngày 20 rồi, nhiều tiền như vậy năm ngày phải trả lại. Người khác xuyên qua đều là sản văn, làm sao chỉ có ta là bắt đầu liền muốn đeo trên lưng 15 vạn nợ tiền. Chuyện này là sao? Hạ Vũ mở phần mềm mua sắm, ánh mắt nhìn thấy, tất cả đều là quần áo, túi sách, Xong môi mua cho hứa di phỉ. Cổ hồng như nghẹn lại, có một câu không biết nên nói hay không? Lùi lại. Tất cả rút lui cho hắn. Dùng tiền của mình, nuôi vợ người khác nguyên chủ thật sự là bị nuôi quá mức ngây thơ đi. Hành động tự làm thâm tình, trong mắt người khác, rõ ràng là chuyện cười. Trả lại tất cả đơn đặt hàng, Hạ Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục kiểm tra xem trong điện thoại di động có tin tức gì khác hay không. Trong phần mềm chat đều là ít ỏi không có mấy tài khoản công cộng, không có chút lượng tin tức nào. Nhưng mở tin nhắn, Hạ Vũ lại có phát hiện khác. Đó là một con số lạ tôi là dư uyển vãn chuyện tiết mục kia cậu suy nghĩ lại đi dư uyển vãn trong mắt hạ vũ toát ra vẻ hoang mang vừa mới bắt đầu còn không nhớ tới là ai sau khi cẩn thận nhớ lại mới từ trong trí nhớ đào móc ra đó là thanh mai trúc mã của nguyên chủ bây giờ là tổng kế hoạch cho chương trình âm nhạc hot nhất trên mạng bởi vì bạn gái một câu anh không thích em qua lại với người phụ nữ khác liền đem bạn tốt nhiều năm kéo vào danh sách đen. Điển hình cho sự tồn tại của kiến sắc vong nghĩa. Trong lòng Hạ Vũ không nói gì. Hắn hiện tại cần tiền, chương trình này đối với hắn mà nói, chính là mưa đúng lúc. Tham gia chương trình, thế nào cũng có thể có thu nhập. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, chuyện 15 vạn tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Ngón tay thon dài của Hạ Vũ lướt trên màn hình, gửi đi một tin nhắn mới. Được, ta đáp ứng tham gia. Khi nhận được tin tức của Hạ Vũ, sự khiếp sợ và vui sướng nhất thời dân lên trong lòng Dư Uyển Vãn. Lúc trước cô mời Hạ Vũ, kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới, Hạ Vũ thật sự đáp ứng. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Nhưng Dư Uyển Vãn thật lòng vì Hạ Vũ có thể nghĩ thoáng mà cảm thấy vui vẻ. Cô nhanh chóng cùng Hạ Vũ quyết định thời gian và địa điểm diễn tập lần đầu tiên ghi hình chương trình mà lúc này, đạo diễn vừa vặn gọi điện thoại cho cô. "Uyển Vãn à, người được chọn cho chương trình tiếp theo đã xuất hiện." Mặc dù có mấy người mới có thiên phú, nhưng vẫn cảm thấy ít mùi vị một chút. Giọng đạo diễn rõ ràng có chút thất vọng. Tài trợ kém không nhiều lắm, công ty giải trí cũng đưa tới người mới, nhưng độ đề tài trên người những tiểu sinh lưu lượng này không thể làm cho mình hài lòng. Hắn đang lo lắng chuyện này, lại không biết dư Uyển Vãn đang muốn nói chuyện này với hắn đạo diễn à, anh hỏi đúng người rồi. Anh đoán xem tôi mời ai? Nghe đến đó, đạo diễn nhất thời có hứng thú. Để tôi đoán. Chu Luân. Được rồi, loại thiên vương nổi tiếng này, chính tôi cũng biết là không thể nào. Loại cà phê này nếu có thể mời chúng ta tiết mục, nhất định cũng là một cái xem điểm. Dối gian dân chủ lời xoen xoét không đúng, hiện tại quán cà phê của người này không lớn như vậy. Hiện tại không lớn như vậy đó là tương lai. Không đợi đạo diễn tiếp tục suy đoán. Dư Uyển Vãn đã khẩn cấp mở miệng. Là Hạ Vũ, đạo diễn, Hạ Vũ muốn tới chương trình của chúng ta. PS Sách mới ngày đầu tiên, Quang Uy Hoa Hoa, vé tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. Chương 02 Diễn tập hiện trường, một bài cá lớn, nghe sững sờ toàn trường bạn đang nghe tại truyện chấm audio mặc dù là một câu trần thuật nhưng thanh âm dư uyển vãng đã kích động không kiềm chế được đạo diễn nhất thời đầu óc trống rỗng bắt đầu tìm kiếm cái tên trong đầu hạ vũ mà anh nói không phải là hạ vũ đang ở thời kỳ nước xiết rút lui sao hạ vũ năm đó vô số công ty âm nhạc tranh phá đầu cũng muốn ký hợp đồng với hắn rất nhiều quảng cáo cũng kiên nhẫn tìm tới cửa có thể trước là trước kia, hiện tại là hiện tại. Nhiều năm như vậy, Hạ Vũ còn có thể bảo trì thực lực âm nhạc năm đó sao? Dùng một người như vậy sẽ không gây ra chuyện xấu trong chương trình của hắn chứ? Tuy rằng do dự, nhưng nghĩ cũng biết, tin tức người sáng tác thiên tài tái xuất này có thể mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích đề tài. Được. Được. Uyển Vãn à, lần này cô sắp xếp quá tốt. Tôi sẽ sắp xếp tên anh ta vào danh sách cho đến khi cúp điện thoại đạo diễn vẫn đắm chìm trong niềm vui bị bánh nướng lưu lượng đập vào đầu hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại vẫy vẫy tay dặn dò nhân viên công tác đi tới tiểu lưu à mau tới đây trong danh sách chương trình tiếp theo cộng thêm hạ vũ buổi diễn tập ngày mai sắp xếp một chút nhân viên công tác nghe đạo diễn nói trên mặt toát ra cảm xúc khó xử nhưng đạo diễn trần tuấn hào còn đang suy nghĩ có nên tham gia chương trình của chúng ta hay không suy nghĩ cái gì muốn lấy kiều thì cứ để hắn lấy không cần hắn tới đổi thành hạ vũ là người đầu tiên lên sân khấu đạo diễn phân phó xong liền bắt đầu đuổi nhân viên công tác cố gắng trước tiên đem tin tức này thả ra vừa vặn đêm nay quan tuyên đem tin tức này thả ra ngoài mặc kệ nhân viên công tác nói thầm như thế nào danh sách đã định ra anh tuân theo mệnh lệnh của đạo diễn đặt tên hạ vũ lên đầu tiên sau khi thuần thục nghĩ ra danh sách mới tiểu lưu liền đem danh sách phát cho nhân viên tuyên truyền trên uy chát vì bác bên này sau khi xác nhận danh sách liền tuyên truyền ra ngoài tin nhắn này gây ra thảo luận trên mạng thanh nhạc bất tức mùa thứ ba đội hình quan tuyên hạ vũ ngô quang hằng từ châu trương hinh nguyệt liễu my đặng tử duy trương sướng vương vũ ninh lý khâm hồ mộng khiết bạn mong đợi ai nhất? Đề tài này khiến cho fan bạn tán sôi nổi. Không riêng gì Ngô Quang Hằng là ca sĩ thực lực rất được hoan nghênh, Trương Hinh Nguyệt, Liễu My là nghệ sĩ toàn năng đa tài đa nghệ, phát triển toàn diện từ nước ngoài về. Còn có Từ Châu, nghệ sĩ có chút danh tiếng của công ty giải trí DK. Cũng là ngôi sao lưu lượng có chút danh tiếng trong này. Trước khi hắn tham gia chương trình giải trí âm nhạc quốc dân này, công ty giải trí cũng đã bắt đầu tuyên truyền cho fan, tạo thế. Lần này quan tuyên, không ít fan đều kiển chân chờ mong. Nhưng mà fan của bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, danh sách lần này so với lúc trước có khác biệt rất lớn. Không phải chứ, Hạ Vũ là ai? cương nhiên đặt người đầu tiên. 18 tuyến không biết tên tiểu nghệ sĩ, tham gia chương trình giải trí chúng ta cũng không nói cái gì, cương nhiên đặt ở nhà ta quan hàng phía trước. Chết tiệt. Đây là màn đen gì? Rác rưỡi còn muốn là người đầu tiên ra sân. Cây mắt chúng ta đúng không? Trong làng giải trí, quán cà phê là căn cứ để tuyên truyền xếp hạng đã là sự thật ngầm hiểu. Một cái ở trong giới giải trí tra không có người này, hồ gia, vậy mà cắm ở tất cả khách quý phía trước, quả thực kích nổ nhiều người tức giận. Nhưng mà kích động cùng phẫn nộ của bọn họ cũng không ảnh hưởng đến tổ tiết mục. Diễn tập như thường lệ, phát sóng trực tiếp như thường lệ cho dù là ngày phát sóng trực tiếp kỳ một, phòng phát sóng trực tiếp tràn vào vô số người mắng hạ vũ, nhân viên tổ tiết mục cũng mặc kệ. Tất cả điều chỉnh thử xong, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu. MC theo thường lệ tiến hành lời dạo đầu. Chào mừng bạn đến với sân khấu của vô can non-stop season 3. Trên sân khấu của niềm đam mê và ước mơ này. Tiếp theo xin mời tuyển thủ đầu tiên Hạ Vũ mang đến cho chúng ta, cá lớn nói xong mc liền xuống sân khấu nhường sân khấu cho hạ vũ người còn chưa lên sân khấu phan ở đây đã kích động tình cảm quần chúng hận không thể ném trứng nát lên sân khấu cúc chúng ta muốn nhìn quan hàng ca ca không nên nhìn thấp bức tố nhân a a a a tôi tiêu tiền không phải để xem rác tiếp theo chống lại ngôi sao bình hoa tổ tiết mục giả đúng không người nào cũng dám hướng trên đài phóng chướng khí mù mịt sân khấu. Thời điểm Hạ Vũ từng nổi tiếng, Internet còn chưa phát triển. Bài hát nổi tiếng năm đó, phần lớn đều gắn liền với những nhân vật tai to mặt lớn nổi tiếng trong giới. Không ai sẽ đem Hạ Vũ hiện tại xuất hiện, nghĩ đến thần thoại trong giới. Nhìn thấy một người không có tiếng tâm gì xuất hiện, hát một bài hát mà họ chưa từng nghe qua, khán giả ở đây, bất kể là fan của ai, đều phẫn nộ như nhau. Toàn trường tối đen, chỉ có tiếng khán giả hát suy phòng truyền hình trực tiếp cũng là tin tức tiêu cực đầy trời nhìn thấy hướng đi như vậy lúc ấy nhân viên công tác an bài trình tự lên sân khấu còn có chút lo lắng đạo diễn chuyện này có nên ngăn lại không không cần để bọn họ đi đi lúc trước thiên tài hiện tại bị người hiểu lầm là tố nhân thật sự cởi bỏ hắn ngẫm lại đều kích động cho tới bây giờ đạo diễn thậm chí còn cảm thấy dù Hạ Vũ có hát hai con hổ trên sân khấu, cũng đã hoàn thành ý tưởng của mình. Độ đề tài tuyệt đối cao. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sân khấu phía sau màn hình lớn bên trong, màu lam cá voi theo khúc dạo đầu cùng một chỗ, từ biển sâu dân trào mà ra. Âm phù quyển chuyển tựa như tiếng thì thầm của sai rừng hải yêu. Dụ dỗ người nghe tiếp tục nghe, tìm tòi đến tột cùng. Ánh đèn màu lam đánh xuống làm cho người ta cảm giác giống như toàn bộ phòng chiếu hóa thân thành biển rộng mênh mông. Hạ Vũ đứng ở giữa sân khấu, chậm rãi giơ micro trong tay lên. Sóng biển lặng lẽ nhấn chìm màn đêm. Tràn qua góc cuối bầu trời. Cá lớn bơi qua khe hở của giấc mơ. Ngắm nhìn hình dáng ngủ say của em. Lời bài hát cực kỳ có cảm giác hình ảnh và câu chuyện. Linh hoạt kỳ ảo, tiếng hát uyển chuyển. Dừng lại thích hợp và xuất phát tình cảm nhất thời. Để cho mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng. Khán giả vốn còn tràn ngập lệ khí cùng phẫn nộ, lời mắng trong miệng dừng lại, không khỏi nghe sửng sốt. Vẹn vẹn chỉ là mở miệng, cảm xúc của mọi người liền bị điều động. TS Sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vé tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. Chương 3 Biển sâu cá lớn, diễn xuất sự cố bạn đang nghe tại truyện chấm audio hạ vũ cũng không bị khán giả dưới đài ảnh hưởng vẫn thâm tình biểu diễn nhìn trời biển một màu nghe gió nổi mưa rơi chấp tử thủ suy tán thương mênh mông yên ba cánh của cá lớn đã quá rộng lớn tôi buông sợi dây thời gian tiếng hát êm tai nói ra nếu như nói vừa rồi còn là câu chuyện kể cảm xúc làm nền cái này liền trực tiếp sâu hơn một tầng giống như có một tình yêu vô cùng thê mỹ triển khai trước mắt người nghe cho dù hứa hẹn chấp tử chi thủ giữ tử giai lão đối mặt với thời gian vô tình cọ rửa hiện thực lạnh như băng tàn khốc chỉ có thể yêu mà không được buông tay thành toàn là ai lại nhớ tới ai trực tiếp dạy người gợi lên hồi ức màn bom trên mạng lần đầu tiên xảy ra một chút chuyển biến vốn tưởng là bình hoa không ngờ lại là bảo bình a à. Chỉ một câu nói, nếu trước khi Hạ Vũ mở miệng hát, tất nhiên sẽ bị nhấn chìm trong rất nhiều bình luận tiêu cực. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người trầm mê nghe nhạc, những lời này cư nhiên thành một câu nói cuối cùng trên màn đạn. Mọi người ở đây cơ hồ đều nghe đến ngay người. Dư Uyển Vãn cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu cô đã bị hấp dẫn hoàn toàn. Đây chính là mị lực duy nhất của Hạ Vũ. Nàng biết, cái kia quen thuộc thiên tài thiếu niên đã trở lại hơn nữa đã trải qua tình yêu ma luyện, thiếu niên đã từng trở nên càng thêm thành thục. Ngầm sướng bi thương chuyển lâu tuyệt, giống như là dấu ấn tình yêu của Hạ Vũ. Tuy rằng Hạ Vũ là ca sĩ thiên tài được vạn người chú ý, nhưng lại không ai có thể chân chính đi vào nội tâm của anh. Cho nên hắn mới giống như con cá lớn trong ca khúc, khát vọng có người có thể cứu vớt mình khỏi đáy biển nghẹt thở. Hứa Di Phỉ chính là người cứu rỗi Hạ Vũ. Tim đập thình thịch thời niên thiếu đi đến bây giờ, đã gần 7 năm. Đoạn đường này, hai người đã trải qua bao nhiêu đau khổ, Dư Uyển vãng không biết được. Có lẽ giống như trong lời bài hát miêu tả vậy. Vừa hy vọng người mình yêu có thể ở bên mình lâu dài, lại hy vọng cô có thể lao tới tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn yêu mà không được, buông tay thành toàn. Tình cảm chân thành tha thiết, nhiệt liệt như vậy Quả thực là làm cho người ta vô cùng cảm động. Cảm động lúc này đã hoàn toàn lấn át một chút tình cảm khác thường trong đáy lòng. Trong lòng Dư Uyển vẫn còn có chút nghi hoặc, bài hát này là đang hát hạ vũ sao? Tình cảm của anh và bạn gái xảy ra vấn đề. Nếu không lúc trước vẫn lui khỏi giới giải trí, sao bây giờ đột nhiên đồng ý tham gia chương trình giải trí? Nhưng mà ngay khi bọn họ nghe đến mê mẩn, nhạc đệm nền đột nhiên giống như tắt âm ánh sáng và màn hình nền vẫn hoạt động bình thường khán giả dường như đang xem một vở kịch câm hiện trường trong khoảng thời gian ngắn có chút xôn xao bọn họ có chút mê hoặc không biết vị thí sinh tố nhân này có phải có động tác sáng tạo gì hay không phản ứng trực tiếp trên mạng lại càng thêm rõ ràng không ít khán giả thậm chí cho rằng là truyền hình trực tiếp xuất hiện vấn đề là vấn đề của tôi sao vì sao không có âm thanh phía trước Ngươi không phải một người, ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm chứ. Cái này tính là cái gì? Chương trình phát sóng trực tiếp xảy ra vấn đề. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được người xem thảo luận thanh âm, nhưng là không nghe được ca khúc. Không phải chứ, tiết mục thanh nhạc bất tức lớn như vậy còn có thể xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Hậu trường chương trình, vài nhân viên công tác đã tìm ghi âm đến sức đầu mẹ trắng. Không phải sao toàn bộ ghi âm của Hạ Vũ đều không có? Lúc trước nhìn rõ ràng là có. Dư Uyển Vãn đã không kiềm chế được phẫn nộ. Diễn tập qua nhiều lần như vậy. Thậm chí vừa mới tiến hành kiểm tra, các ngươi chính là làm việc như vậy sao? Dứt lời, cô đi thẳng tới trước mặt nhân viên công tác, nhìn chầm chầm mấy người tìm kiếm. Ai chịu trách nhiệm ghi âm của Hạ Vũ? Nếu không tìm thấy tôi nhất định phải truy cứu trách nhiệm của anh ta cô làm tổng kế hoạch tiết mục tuy rằng cũng rất sốt ruột nhưng vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo lại tìm kiếm phương pháp giải quyết có âm thanh dự phòng không cô hỏi một nhân viên trong đó thật ra thì chúng tôi cũng muốn thực sự không được lên mạng tìm một phần nhưng hạ vũ cá lớn là ca khúc gốc a hậu trường đã loạn thành một đoàn tiếng nghị luận của khán giả dưới đài cũng càng lúc càng lớn người ủng hộ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì có chút nghi hoặc vừa định mở miệng hòa giải. Nhưng mà lúc này, giọng nói của Hạ Vũ đột nhiên vang lên từ trong microphone. Trực tiếp tiếp theo phần điệp khúc. Sợ ngươi bay xa, sợ ngươi rời ta mà đi. Càng sợ ngươi vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Từng giọt nước mắt đều chảy về phía em. Đảo ngược xuống đáy biển của bầu trời. Âm vực bao la khiến cho Hạ Vũ thật giống như cá tự tại ngao du trong biển sâu, tiếng ca tận tình giảng ra uyển chuyển cao âm qua lại lôi kéo, khiến cho thính giả dưới đài có một loại linh hoạt kỳ ảo xuyên qua thiên linh cái. Quả thực người nghe linh hồn đều muốn thăng thiên. Vô luận là khán giả nghị luận sôi nổi tại hiện trường, hay là nhân viên công tác ở hậu trường giống như kiến trên nồi nóng sốt ruột. Tất cả đều giống như bị hải yêu sai rần hấp dẫn, an tĩnh lại, sững sờ nghe hạ vũ hát. Không có nhạc đệm, ngược lại càng làm nổi bật thanh âm thuần túy và kỳ ảo của hạ vũ việc xử lý tạm dừng vừa đúng khiến câu chuyện trong bài hát càng thêm êm tai ý vị sâu xa chữ cắn rõ ràng cộng thêm tiếng nói uyển chuyển trực tiếp đem tình cảm ca khúc lên một tầng thứ khán giả tại hiện trường đã sớm đắm chìm trong thế giới của cá lớn giống như hiện trường đã theo lời bài hát từ bầu trời hóa thành một mảnh đại dương mênh mông hạ vũ vừa hát vừa tháo tai phát ra tạp âm sắc bén ra vừa bị tạp âm công kích lỗ tai ngắn ngủi mất thính giác còn phải chiếu cố âm cao, không thể có chút sai lầm. Anh nhắm mắt lại và tiếp tục hát. Khán giả cũng không quá để ý đến động tác này, chỉ cảm thấy động tác này của anh rất đẹp trai. Mà Dư Uyển Vãn ở hậu trường nhìn chầm chầm màn hình thì cau mày, trước tiên liền hiểu lại xảy ra chuyện. Tai Hạ Vũ có vấn đề rồi. PS Sách mới ngày đầu tiên, Quang Uy Hoa Hoa, Vé Tháng, Bình Luận Sách, Gia Tăng Đổi Mới Tốc Độ có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngay vạn. Chương 4 Trích tay trở lại, thanh sướng phong thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tay quay lại, có thể cho ca sĩ nghe được tiếng hát của mình, nếu hát xảy ra vấn đề, cũng có thể kịp thời điều chỉnh. Mà tháo tay ra, liền giống như người bình thường nghe hát cùng hát, sẽ cảm thấy trình độ hát của mình cùng hát ban đầu không có khác biệt. Ngay cả khi chạy, ca sĩ cũng không để ý cho nên cho dù là ca sĩ thâm niên, nếu như không có tình huống đặc biệt cũng sẽ không dễ dàng tháo tai ra hát lại. mà Hạ Vũ hiện tại lúc hát còn tháo tai ra, nhất định là tai lại xảy ra vấn đề. Dư Uyển vãn bên cạnh nhìn thấy Hạ Vũ ngắt tai, liền phát hiện ra vấn đề. lúc này sắc mặt cũng không tốt. cô thật vất vả mới nói Hạ Vũ tới tham gia tiết mục này, lại xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy. ngẫu nhiên quá nhiều, sẽ không phải ngẫu nhiên đằng sau chuyện này, nhất định có người đang dở trò. Cô gọi một cú điện thoại, giọng nói có chút lạnh như băng. Tiểu đoạn, là cậu phụ trách điều hành thiết bị hậu trường đi. Tôi xem chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn. Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, nộp báo cáo sự cố cho tôi. Không cần giấu giếm, ta đều có thể tra được. Nói xong, cô hung hăng cúp điện thoại. Vừa ghi âm vừa quay lại, toàn bộ tập trung vào một mình Hạ Vũ, tuyệt đối không thích hợp. Giới giải trí chuyện dơ bẩn nhiều đi, lẫn nhau trong lúc đó vì tiền đồ cùng tài nguyên, Hạ độc thủ vô số kể. Nhưng cô lại không muốn chuyện này xảy ra với Hạ Vũ. Nhạc đệm và tai nghe, phải. Nghiêm tra. Biểu diễn của Hạ Vũ trên sân khấu dần vào giai cảnh tốt, cũng có người từ lúc bắt đầu nhục mạ kịch liệt đến chuyển phan. Đổi lên mãnh liệt, giống như nghe được hải yêu ở biển sâu ca hát, ta da gà đều nổi lên. Siêu duy mỹ, siêu êm tai, giọng hát của hắn thật sự rất thích hợp bài hát này. 5 phút Tôi muốn toàn bộ tin tức của người đàn ông này. Màn đạn trên Internet cũng từ trầm mặt ban đầu biến thành tán thưởng bùng nổ. Mà các fan não tàn lúc trước kích tình khai mạch cũng nhao nhao bế mạch, không nói gì nữa. Trước máy tính, truyền đến tiếng hát kỳ ảo của Hạ Vũ nhưng mà chủ nhân máy tính cũng không có đem chú ý đặt ở phía trên. Mà là bình tĩnh gọi điện thoại. Tiểu đoạn, cảm ơn cậu, nếu không cậu báo cho tôi biết, tôi còn không biết, Hạ Vũ lại quay về giới giải trí. Không có việc gì, tôi sẽ nhờ bạn trai giúp cô xóa camera. Công ty bọn họ là nhà đầu tư giải trí, xóa camera mà thôi. Không cần sợ hãi, cho dù thật sự bị phát hiện, ta nghĩ, vì mùi mùi ngươi chữa bệnh, ngươi cũng sẽ không nói ra đúng không? Nữ nhân tướng mạo nhu nhược, không mang theo một tia tính công kích, thoải mái làm ổ ở trên sofa, ngữ khí ôn nhu, lại làm cho đối phương mặt đỏ tới mang tai. Tự hồ ý thức được người đối diện trở nên khẩn trương, hứa di phỉ mỉm cười, trấn an. Tiểu đoạn, cậu phải biết rằng, loại chuyện này, ở trong giới giải trí nhiều lần cấm không ngừng, vì sao rất ít bị bạo ra, bất quá là mọi người ngầm hiểu mà thôi tôi và Hạ Vũ tuy rằng chia tay, nhưng cũng phải cho anh ấy biết, âm hiểm trong giới giải trí, anh ấy chống đỡ không được. Đây là nhiệm vụ cha mẹ anh ấy giao cho tôi. Được rồi cứ như vậy đi, cúp máy. Có việc thì tìm tôi. Trong phòng, tràn ngập tiếng hát gột rửa lòng người, hứa di phỉ lại không giống như lời hắn nói, đi nói chuyện phím với bạn trai mới của mình. Nghĩ đến nhiệm vụ mình nhận được, cần phải đuổi hạ vũ ra khỏi làng giải trí. Tuy rằng không biết, người nọ vì sao từ năm đó đến bây giờ đều không muốn Hạ Vũ ở trong giới giải trí. Nhưng rất rõ ràng Hạ Vũ chặn đường Quý Nhân, ngay cả mang theo nàng cũng bị Quý Nhân kia đắng đo. Mặc dù có tiền lấy, nhưng cảm giác bí mật nắm giữ ở trên tay người khác thật không dễ chịu. Thật sự là chia tay cũng không an phận. Cô rất không kiên nhẫn nhíu mày, suy nghĩ một chút, tìm được phương thức liên lạc với cha mẹ Hạ Vũ, gửi tin nhắn. Dì ơi. Bây giờ Hạ Vũ lại muốn vào cái bể nhụm lớn trong giới giải trí này, con thật sự là ngăn không được. Gửi xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Cô lập tức ném điện thoại di động, tiện tay ông gối trên sofa, vẻ mặt nhu nhược nhìn về phía người đàn ông vừa vào cửa. Ngươi đã trở lại. Bài hát trên sân khấu vẫn đang tiếp tục. Nhìn ngươi bay xa đi nhìn ngươi cách ta mà đi. Thì ra ngươi sinh ra đã thuộc về skilling từng giọt nước mắt đều chảy về phía em. Quay trở lại cuộc gặp gỡ ban đầu. Âm vực của Hạ Vũ cực rộng, vô luận là âm cao, chuyển âm đều có thể thuyết minh hoàng mỹ. Tình cảm bao hàm trong tiếng hát tầng tầng đẩy mạnh, sau cao trào, rốt cục nghênh đón kết thúc. Hạ Vũ hát xong hai chữ gặp nhau, chậm rãi buông micro. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng buổi biểu diễn đã kết thúc, Hạ Vũ lại cầm micro lên. Hát đi. Cao âm ép. Nằm thoáng cái làm cho người ta tự như đặt mình vào dưới sự vây quanh của thủy triều hải yêu. Tất cả mọi người cảm thấy tê dại từ thiên linh cái mà đến xuyên qua toàn thân. Nguyễn chuyển. Khốn nạn. Không khỏi làm cho người ta suy đoán, đến tột cùng là trải qua nhân sinh như thế nào mới có thể viết ra bi thương khắc cốt ghi tâm như vậy. Lại phải có bao nhiêu cảm động lây người biểu diễn mới có thể đem tình cảm bài hát này biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn như vậy một người chế tác âm nhạc dưới đài càng lộ ra thần sắc hài lòng ánh mắt tập trung trên người hạ vũ người khác có lẽ càng tán thưởng âm sắc biểu đạt tình cảm của hạ vũ ngược lại sẽ xem nhẹ nâng đỡ hạ vũ diễn xuất bài hát này một cách hoàn mỹ chính là trình độ ca hát tuyệt vời của anh nhưng anh là người chế tác âm nhạc sao lại không nhìn ra trình độ ca hát của hạ vũ cao bao nhiêu trước không nói đến hạ vũ là tuyển thủ dự thi thực lực so sánh với các tuyển thủ khác quả thực chính là thắng lợi áp đảo chính là đặt ở toàn bộ giới giải trí hạ vũ hôm nay bày ra thực lực cũng không thua đương kim đỉnh lưu chút nào chớ nói chi là hạ vũ hôm nay hoàn toàn không có nhạc đệm còn gỡ tay ra cho dù là mình nghe qua vô số thiên vương thiên hậu biểu diễn trong giới giải trí có thể trực tiếp gỡ tay xuống hát vang cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay mà Hạ Vũ là một người mới ra đời, cũng dám làm chuyện như vậy. Nhà sản xuất âm nhạc càng nghĩ càng phấn khích. Kỳ tài như vậy, nếu có thể phát hành đĩa nhạc ở chỗ mình, tiếng vang khẳng định bất phàm. PS Sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vé tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. Chương 5 Một hồi 500 vạn, ta là fan của ngươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thanh âm ngâm sướng giảm bớt. Hát đến cuối cùng, micro trong tay Hạ Vũ kéo xa. Cho đến khi hát xong âm cuối cùng, Hạ Vũ mới chậm rãi buông micro xuống. Hiện trường giờ phút này vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong biển ca bi thương của Hạ Vũ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Một mảnh yên tĩnh bên trong, không biết là ai trước tiên dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Khán giả lúc này mới bừng tỉnh như mộng, vỗ tay phát ra từ nội tâm. Nhất thời, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ba ba ba. Hạ Vũ cúi người, kết cục viên mãn. Vừa đến hậu trường, Hạ Vũ liền nhìn thấy Dư Uyển đi thẳng về phía mình, thần sắc có chút lo lắng. "Hạ Vũ, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Áp lực tâm lý trên sân khấu sẽ không quá lớn chứ? "Không có việc gì, vấn đề nhỏ, đều đã giải quyết." nghe được sự quan tâm của đối phương, Hạ Vũ lắc đầu, tự hồ thật sự không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sau khi xác định vẻ mặt Hạ Vũ vẫn bình tĩnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chầm chầm vào mắt Hạ Vũ, giọng điệu có chút xin lỗi. Thật vất vả mới mời cậu tới chương trình của chúng tôi, kết quả ngoại trường nhạc đệm và vấn đề tai nghe, đây là sai lầm của tổ tiết mục chúng tôi, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết chuyện này. So với kết quả xử lý sự cố, anh càng lo lắng về tiền lương của mình hơn. Dù sao 150.000 tiền nợ sắp đến giờ rồi. Nói chuyện tiền bạc không mất mặt. Bên tổ làm chương trình, thù lao đóng phim có thể đóng trước không? Gần đây tôi cần tiền gấp. Dừng một chút, hắn có chút không xác định nói. Nhạc đệm và nhị phản đều không phải do tôi tạo thành, chắc sẽ không trừ thù lao đóng phim của tôi chứ. Nghe Hạ Vũ hỏi, Dư Uyển vãn dừng lại một chút. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng có chút ngủ vị tạp trần. Vốn Dư Uyển vãn còn đang lo lắng. Hạ Vũ có thể bởi vì sự cố sân khấu mà quá mức khẩn trương dẫn đến biểu diễn sai lầm hay không? Hoặc tức giận vì họ không kiểm tra thiết bị hiện trường? Dù sau đây cũng là lần đầu tiên Hạ Vũ chính thức xuất hiện trước mặt mọi người. Bao nhiêu liên quan đến sự phát triển sau này? Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, sau khi xảy ra chuyện điều hạ vũ quan tâm nhất lại là tiền lương tham gia chương trình phải biết rằng hạ vũ năm đó cho dù bên hợp tác trả thù lao đóng phim cao hơn nữa chỉ cần không hợp ý hắn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng càng miễn bàn là xuất hiện sự cố ảnh hưởng tác phẩm của hắn hắn là tuyệt đối sẽ không lại hợp tác lần thứ hai nhưng hạ vũ bây giờ không chỉ không để ý lắm đến sự cố trên sân khấu câu nói đầu tiên mở miệng vẫn là vì thù lao đóng phim. Từng là thiên tài, bây giờ. Mẫn nhiên mọi người. Nhưng cũng may, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Dư Uyển vãn nghĩ tới đây, liền không muốn nghĩ tiếp. Chỉ hơi nhíu mày, nói với Hạ Vũ. Nếu anh cần tiền gấp, tôi sẽ trả cho anh trước. Cô cũng không biết Hạ Vũ rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, nghĩ có thể giúp hay là giúp một chút. Cấp trên hạ lệnh giới hạn, Tiết mục cấp S như chúng tôi mời nghệ sĩ, thù lao đóng phim nhiều nhất là 5 triệu, tôi tính theo mức cao nhất. Thấy Hạ Vũ muốn nói chuyện, cô bỏ thêm một câu. Đừng nghĩ cự tuyệt. Năng lực của ngươi, ta còn không biết sao. Coi như ta đầu tư trước. Cô vừa nói ra lời này, cơ bản không có đường cự tuyệt. Hạ Vũ cũng biết ý tốt của Dư Uyển Vãn, cuối cùng không cự tuyệt, mà toát ra vẻ tươi cười. Khẽ gật đầu cảm ơn anh. Dư Uyển Vãn không hổ là tổng kế hoạch của chương trình, thù lao đóng phim hứa hẹn nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Hạ Vũ. Thẻ ngân hàng vào tài khoản, 5 triệu tệ. Việc đầu tiên khi lấy được 5 triệu, chính là trả hết 150.000 tiền nợ của nguyên chủ. Đăng nhập vào trang web cho vay, một hơi trả hết tất cả tiền nợ. Xem tất cả không hạ vũ suy nghĩ một chút đã đến lúc đặt mua cho mình một bộ trang phục và trang phục ngày hôm sau hạ vũ liền đi tới một cửa hàng lớn gần nhà chuẩn bị thay hình đổi dạng cho mình một phen đầu tiên anh đến tiệm cắt tóc một chuyến sửa lại kiểu tóc sau khi đi ra liền đi lòng vòng trong trung tâm thương mại tùy tiện chọn một cửa hàng quần áo nam vừa mắt lập tức đi vào nhân viên bán hàng thấy hạ vũ đi tới hai mắt cũng sáng ngời nhiệt tình tiến lên giới thiệu trang phục nhà mình cho Hạ Vũ. Ngài xem cái áo này, là nhà chúng ta mới nhất thiết kế, đương thời thịnh hành nhất thoải mái phong phối hợp với xám trắng đang xen màu sắc. Chiếc quần này, là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nhất của gia đình chúng tôi. Thiết kế eo cao kết hợp với phiên bản chân trang trí. Cái áo khoác này, là kiểu cổ điển của nhà chúng ta, màu trắng đen hợp màu da cỏ. Hạ Vũ thử một bộ lại một bộ quần áo mỗi một lần đi ra đứng ở trước gương nhóm tiêu thụ đều là tình khó đậu phát ra ca ngợi thân hình hạ vũ cao gầy thon dài cộng thêm thân thể và tỷ lệ vô cùng ưu việt vai rộng eo hẹp cộng thêm một đôi chân dài đứng ở đó nghiễm nhiên là một bộ quần áo tự nhiên là mặc cái gì đẹp mắt nếu nói hắn là người mẫu nam cũng không quá đáng càng đừng nói hắn còn có một bộ mặt nhân thần cộng phẫn trong lúc nhất thời nhân viên bán hàng bên cạnh đều có chút ngây người lại có một người trực tiếp đi lên nhỏ giọng hỏi hạ vũ xin hỏi ngài có phải là hạ vũ vừa mới tham gia thanh nhạc bất tức hay không hạ vũ nghe tiếng quay đầu lại nhìn không có quanh co lòng vòng trực tiếp thừa nhận đúng tôi chính là hạ vũ làm sao vậy đối phương hiển nhiên là bị hạ vũ nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là theo đuổi ngôi sao quan trọng hơn tôi là một fan hâm mộ của bạn. Biết phích của bạn thực sự tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn. Phan càng nói càng kích động, nói xong, mặt có chút đỏ. Nhân viên bán hàng bên cạnh vội vàng kéo cô một cái, trên mặt mang theo bất mãn. Người nói của ngươi, đừng mang theo ta được hay không? Ai biết trước hắn hát một nửa, diễn kịch làm cho ai xem. Còn đoạt nhà ta châu châu danh tiếng. Này! anh đừng nói nữa chị gái phan vội vàng cắt ngang đối phương cũng chỉ xem thường thật to không để tình chút nào rời đi điều này làm cho nàng thập phần xấu hổ đứng tại chỗ kích động vừa rồi biến thành không biết làm thế nào hạ vũ cười cười không có việc gì tôi cũng không phải nhân dân tệ không có biện pháp làm cho tất cả mọi người thích bất quá cảm ơn ngươi ủng hộ ta sẽ càng thêm cố gắng ts sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vé tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. Chương 6 Ngươi hảo, người chế tác, hợp tác sao, cầu hoa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thái độ thân thiện của anh, khiến chị gái Phan yên lòng, giải thích một câu. Đồng nghiệp của tôi là Phan của Từ Châu, ừm. Phan Trung Thành cô ấy luôn cảm thấy phần hát của anh trên sân khấu là cố ý làm đặc biệt nhưng cũng rất êm tai hy vọng anh đừng để ý đương nhiên là không hạ vũ lắc đầu tiền đã tới tay hắn không cần phải vạch trần gốc gác của tổ tiết mục ký tên cho người hâm mộ này anh xách theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi cửa hàng chương trình đầu tiên hạ vũ tham gia nhanh chóng được phát hành thanh nhạc bất tức mùa thứ ba kỳ một mới ra lò ca sĩ yêu thích của bạn là ai? Thanh nhạc bất tức mùa thứ ba, kỳ một mới ra lò. Bài hát yêu thích của bạn là gì? Cả hai cuộc bỏ phiếu nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Ca sĩ được hoan nghênh nhất đương nhiên là bình chọn nhân khí. Mỗi fan đều không cam lòng yếu thế, điên cuồng tiếp viện cho nghệ sĩ nhà mình. Bị công ty quản lý dẫn dắt, fan của Từ Châu tẩy não càng điên cuồng. Vốn là lưu lượng đầu tư quen thuộc, các nàng rất thuần thục sức chiến đấu của lưu lượng minh tinh không thể khinh thường nhất là dưới sự cố gắng phát động thân bằng hảo hữu kiểu quẹt thẻ điên cuồng bỏ phiếu đến khi hết hạn bỏ phiếu từ châu thuận lợi leo lên vị trí thứ nhất mà ca khúc được hoan nghênh nhất đương nhiên không phải phan có thể quyết định thanh nhạc bất tức dù sao cũng là một âm tổng quốc dân vẫn có không ít người qua đường và người yêu thích âm nhạc sẽ chú ý bản thân hạ vũ mang nhạc đệm chủ đề đã rất kinh diễm mà phần hát vang lại càng thành công làm cho nhân khí trong phòng truyền hình tăng vọt. Chương trình ghi hình một khi phát sóng, đoạn này lại càng được vô số người nghe đi nghe lại. Để vô số người hô thẳng, thanh tiến độ đều muốn bị kéo ra hỏa tinh tử. Tổ tiết mục tung ra một ca sĩ đơn độc trên sân khấu thuần hưởng thụ, lượng view trên sân khấu Hạ Vũ nhiều hơn người thứ hai từ châu gần gấp đôi. Màn biểu diễn này của Hạ Vũ trên trang web video ngắn cũng bùng nổ trong một đêm bài hát này vì sao còn không ra âm nguyên ta nhất định phải đơn khúc tuần hoàng thuần người qua đường ngẫu nhiên xoát đến cái này tiểu ca ca không chỉ có lớn lên đẹp trai ca hát cũng dễ nghe như vậy có người giới thiệu một chút hay không giới thiệu cái gì tuyển thủ đặc biệt độc lập trước đây chưa từng nghe nói qua có người như vậy tồn tại thật không biết nói gì lại dùng thủ đoạn đê tiện hấp dẫn người ta nhạc đệm còn chưa hoàn thiện đã dám lên chương trình Hạ Vũ này không phải kiêu ngạo cùng vọng bình thường. Có phải quá tự tin với bản thân không? Đây chỉ là không có nhạc đệm phiên bản, ta cũng không dám tưởng tượng ra nhạc đệm ca hội có bao nhiêu dễ nghe. Cho tới bây giờ, bình luận trên mạng vẫn là khen chê không đồng nhất. Phan qua đường cộng thêm sự tán thành của những người yêu thích âm nhạc đối với tác phẩm của Hạ Vũ, cũng sẽ có fan của các tuyển thủ khác bên vực kẻ yếu cho tuyển thủ nhà mình. Khi có một người làm đặc biệt những người khác cũng đã biến thành làm nền đều là nghiêm túc tới tham gia thi đấu ai nguyện ý thư dịp chương trình phát sóng nóng bỏng nhà chế tác âm nhạc nhâm hút càng thêm ưu ái Hạ Vũ đã tìm tới cửa bên trong một quán cà phê tao nhã chào Hạ Vũ tôi là nhâm hút nhà sản xuất âm nhạc của văn hóa Viên Ngu tôi nghe cậu biểu diễn xong cảm thấy điều kiện của cậu tương đối phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi thực lực của cậu đã được chứng minh trong chương trình cho nên tôi định ký hợp đồng với nghệ sĩ cấp a hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút văn hóa giải trí viên chính là xí nghiệp đầu tàu giải trí nội bộ trong công ty có phòng thu âm chuyên nghiệp nhất trong giới giáo viên chuyên nghiệp nhất là lựa chọn hàng đầu để người mới ký hợp đồng với công ty giải trí trong giới nghệ sĩ trong công ty ký hợp đồng thì chia làm cấp s cấp a cấp b cấp c đãi ngộ mỗi cấp bậc không giống nhau đối với một người mới vào làng giải trí mà nói ký hợp đồng cấp a thập phần hiếm thấy nhầm hút có thể đưa ra điều kiện này có thể nói là tràn đầy thành ý nhưng anh tuyệt đối không ngờ hạ vũ lại một mực từ chối không cần suy nghĩ nữa trước mắt tôi không có ý định ký hợp đồng với công ty từ chối hết sức dứt khoát để nhậm hút nói tiếp lời chặn ở trong miệng còn chưa nói tiếp chỉ nghe hạ vũ nói tiếp bất quá hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này ta muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác khác hạ vũ đối với những quy tắc ngầm này của giới giải trí có thể nói là trong lòng biết rõ ràng ký hợp đồng tương đương với ký khế ước bán thân khác nhau chỉ ở chỗ khế ước bán thân tốt xấu anh biết phân lượng giải trí bên trong nhưng không muốn bị công ty trói buộc hôm nay sở dĩ đáp ứng lời mời của nhâm hút tự nhiên là vì phòng thu âm chuyên nghiệp bên trong mặc dù có hệ thống có thể ra ca khúc mình quen thuộc nhưng nhạc đệm chung quy không phải chuyên nghiệp muốn đi con đường ca sĩ này phát hành đơn khúc là một bước tất không thể thiếu. Mà hắn còn chưa kịp nghĩ biện pháp tìm viên ngu hợp tác, người viên ngu lại chủ động tìm tới cửa, cũng không cần hắn phí nhiều tâm tư. Bitfit có thể được phân phối tại công ty của bạn, nhưng bản quyền phải nằm trong tay tôi. Nhầm hút còn đang muốn tranh thủ hạ vũ một chút, chợt nghe đối phương dừng lại, ngữ khí bình thản ném ra một quả kinh lôi. Thêm vào đó, 65% thu nhập từ việc bán đĩa đơn là của tôi phần còn lại là của bạn và công ty của bạn. Đối với phí bản quyền, phí phát lại trên nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số, phí bản quyền ủy quyền, v.v. có thể được chia theo nguyên tắc phân phối tương tự. Nhằm hút nghe vậy trong lòng cả kinh. Hắn kiếp sống nghề nghiệp chế tác qua vô số thủ khúc, tiền lời cho tới bây giờ đều không có ca sĩ lấy lớn như vậy tỷ lệ, huống chi Hạ Vũ vẫn chỉ là một cái mới ra đời người mới. Nhằm hút hít mắt, Hạ Vũ này không khỏi có chút quá cuồng nhưng là không làm gì được đây là chính mình gần đây tìm được có tiềm lực nhất mầm non, hắn vẫn là muốn giữ lại. Chuyện phát hành ca khúc dễ nói, nếu cậu ký hợp đồng với chúng tôi, chúng tôi lập tức phát hành cho cậu. Về phần phân phối tiền lời cụ thể, chúng tôi có thể bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa, người bài hát này tại chương trình giải trí bên trong xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại cũng có rất nhiều mặt trái bình luận, chúng ta cũng muốn cân nhắc chìm nhiễm phí tổn. ts một hơi phát năm chương sau đó niết tám điểm một chương mười điểm một chương không điểm một chương sau đó ngày mai mười hai điểm một chương hai điểm một chương sách mới ngày đầu tiên số liệu rất quan trọng làm ơn đi ts sách mới ngày đầu tiên quan uy hoa hoa vé tháng bình luận sách gia tăng đổi mới tốc độ có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn chương 7 kết quả điều tra ra gặp một lần a cầu hoa bạn đang nghe tại truyện chấm audio hạ vũ lại không nói theo suy nghĩ của nhâm hút ký hợp đồng miễn đàm phán tôi sẽ nói chuyện với anh chỉ có hợp tác phát hành ca khúc hơn nữa anh cũng nói là ngoài ý muốn chất lượng ca khúc này nếu anh không hiểu sẽ không tới tìm tôi mặt khác ta không phải chỉ có các ngươi một lựa chọn không cho nhâm hút thêm thời gian suy nghĩ hạ vũ nói tiếp nếu quý công ty vẫn chưa suy nghĩ kỹ hôm nay kết thúc ở đây đi. Đi thông thả không tiễn. Nhâm hút nhìn Hạ Vũ thật sự bất vi sở động, cuối cùng vẫn buông tha, cười khổ một tiếng được rồi, xem ra, ngươi là biết mình có bao nhiêu hỏa. Tỷ lệ này, tôi cần trở về tranh thủ với công ty, tận khả năng xin cho anh. Nhâm hút là nhà sản xuất âm nhạc đứng đầu trong công ty, quyền lên tiếng ở công ty rất lớn, anh ta nói cố gắng hết sức tranh thủ, chuyện này cơ bản đã được quyết định. Nhìn dáng vẻ của Hạ Vũ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ký hợp đồng với công ty quản lý khác, nhầm hút cũng không phải nhất định muốn đối phương gia nhập công ty mình, chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng cá lớn nhất định phải nhân lúc chương trình đang hot, tăng cường phát hành. Cho nên dù Hạ Vũ đưa ra điều kiện hà khắc, chỉ cần có thể tiếp cận sóng nhiệt độ này, cũng không phải là không thể. Thêm vào đó, hôm nay nhầm hút nhìn thấy bóng dáng cố nhân trên người Hạ Vũ. Thần tượng của mình cùng tên cùng họ với hắn. Hướng về điểm này, Nhâm Húc vẫn nguyện ý cho hắn một chút tiện lợi. Hạ Vũ nghe Nhâm Húc đồng ý với mình, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngay sau đó, single Big Fit đã được phát hành. Một khi phát ra, trong nháy mắt chiếm lấy vị trí đầu bản xếp hạng âm nhạc. Mà âm đại gia thuộc lâu, Yến Tú Viên. Hai lão nhân hạ gia, lúc này đang lâm vào một hồi tranh cãi kịch liệt. Nếu không là ngươi lúc trước nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhi tử cũng sẽ không bỏ đi, hiện tại càng là muốn đi ăn thịt người giới giải trí. Nếu hắn có cái tam dài lưỡng đoạn, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Mẹ hạ vừa nói, nước mắt đã không ngừng rơi. Còn không phải cái kia hứa cái gì tiểu cô nương, luôn nói hạ vũ vì nàng tiến vào giới giải trí, nàng đau lòng nếu không là nàng cùng hạ vũ tổng ở trước mặt ta tức giận ta 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 sẽ đem bọn họ cũng đuổi đi sao cha hạ khí thế hung hăng lửa giận cực lớn nhưng nhìn thấy nước mắt khổ sở của mẹ hạ cha hạ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi ông mẹ hạ vào trong ngực lên tiếng an ủi hạ vũ khi còn bé đã thông minh sẽ không dễ dàng bị người khi dễ nếu anh không yên tâm tôi nhớ gần đây vãn vãn cũng làm việc trong tổ tiết mục đó nếu không thì liên lạc với cô ấy một chút để cô ấy khuyên nhủ lời của cha hạ khiến mẹ hạ gật đầu như vậy cũng tốt anh đi gọi điện thoại cho vãn vãn kim anh cao ốc trong một văn phòng đơn đạo diễn nhìn thấy mấy chữ to điều tra báo cáo trên mặt bàn nhất thời nhớ tới sự cố truyền hình trực tiếp ngày hôm đó tâm tình cũng trầm xuống hắn là muốn đem hạ vũ làm tiết một cực lớn đề tài độ nhưng này không có nghĩa là có thể để cho những người khác ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hỏi với khuôn mặt lạnh lùng. Tra được là ai chưa? Dư Uyển vãn trầm giọng hồi đáp. Tần Chi là nghi phạm lớn nhất, chỉ có hắn có quyền xóa âm tần, đồng thời còn động tay động chân với tay quay lại. Hơn nữa tôi điều tra camera trước khi sự việc xảy ra, phát hiện camera ngày đó không mở. Nếu không phải anh ta, tôi nghĩ không ai có thể lừa dối hoàn thành những chuyện này đạo diễn vuốt cầm trong đầu tìm kiếm ký ức về tần chi đoạn tần chi trong ấn tượng của hắn đoạn tần chi chỉ là một nhân viên công tác thoạt nhìn thành thật đạo diễn lên tiếng hỏi ngươi nói không phải là không có đạo lý nhưng đúng như lời ngươi nói không có giám sát vì sao có thể tập trung là đoạn tần chi dư uyển gật đầu sau đó trả lời có người nói cho ta biết, hắn thấy được một nữ nhân đơn độc hẹn đoạn tầng chi tại quán cà phê trao đổi, bọn họ vốn tưởng rằng là bạn gái của hắn, kết quả lại thấy nàng giao cho đoạn tầng một tấm thẻ. Húng hồ thời gian vừa vặn là buổi chiều trước khi phát sóng trực tiếp. Đạo diễn trong nháy mắt liền hiểu rõ trong lòng, sắc mặt trầm xuống. May mắn gặp được Hạ Vũ lúc Lâm Trần phản ứng cũng đủ tốt, nếu đổi lại là người khác, còn không nhất định có thể cứu chữa trở về nếu sự cố sân khấu bị truyền hình trực tiếp đi ra ngoài hắn không dám tưởng tượng sẽ cho tiết mục tạo thành bao nhiêu tổn thất dư uyển nghe vậy càng kích động loại người này chính là khối u ác tính trong giới giải trí nên thanh lý loại người này ra khỏi chương trình của chúng ta đạo diễn cũng tức giận không kém nhưng lúc này còn có chuyện khác quan trọng hơn anh trấn an dư uyển vãng không phải anh cũng nói camera ngày đó không mở sao chúng tôi không có chứng cứ xác thực thấy dư uyển vãn hơi tỉnh táo lại hắn mới lên tiếng chớ nói chi là chúng ta không biết nữ nhân kia là ai không có biện pháp truy cứu dư uyển vãn biết quá mức kích động không lấy đại cục làm trọng cô dừng một chút bình tĩnh lại mới mở miệng lần nữa đạo diễn nói không sai vừa rồi tôi nghĩ quá đơn giản xúc động vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đạo diễn mím môi suy nghĩ một phen rồi mới lên tiếng trước tiên tìm đoàn tần chi tới để hắn tự nhận lỗi từ chức hơn nữa nhất định phải phát thông cáo đây là công đạo của chúng ta đối với hạ vũ về phần nữ nhân kia hẳn cũng là người thông minh tự nhiên cũng sẽ biết đây là cảnh cáo của chúng ta dư uyển gật đầu tỏ vẻ đồng ý với đạo diễn ngài nói rất đúng tôi sẽ đi làm ngay nói xong liền đi ra khỏi văn phòng Hạ Vũ thật vất vả mới mời tới tham gia tiết mục, lại xảy ra sự cố trên sân khấu. Dư Uyển vãn tự nhiên là trong lòng có chút ấy nấy, cho nên mới nghĩ muốn nghiêm trị người gây khó dễ, vừa rồi mới kích động như vậy. Nhưng đúng như đạo diễn nói, họ thậm chí không biết người phụ nữ đó là ai, chỉ có thể nhắc nhở Hạ Vũ phải cẩn thận. Hành động thiếu suy nghĩ như thế không chỉ không giúp ích gì cho chuyện của Hạ Vũ, hơn nữa còn có thể đẩy chương trình lên đầu sóng ngọn gió. Hiện tại mình có thể làm cũng chỉ có xử lý tần chi, nhưng không có cách nào đem cái khác phía sau màn hắc thủ bắt ra. Nghĩ tới đây, trong lòng Dư Uyển Vãn không khỏi có chút ấy nấy. Cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hạ Vũ, nói rõ chân tướng sự tình. Cho dù bây giờ còn không thể có một câu trả lời khiến nàng hài lòng, tóm lại cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng. Dư Uyển Vãn bấm số của Hạ Vũ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hạ Vũ sự cố sân khấu lúc trước đã được điều tra, bây giờ cậu có thời gian không? Không đợi cô nói tiếp, giọng nam dễ nghe liền từ microphone truyền đến. Tôi lập tức phải đi ghi âm. Nếu anh tìm tôi có chuyện quan trọng, có thể tới viên mu tìm tôi. Sau khi ghi âm xong tôi có thời gian. Được. Nói xong, Dư Uyển Vãn liền cúp điện thoại, lái xe đến công ty giải trí. PS. Một hơi phát năm chương, sau đó niết. 8 điểm một chương, 10 điểm một chương, 0 điểm một chương, sau đó ngày mai 12 điểm một chương, 2 điểm một chương. Sách mới ngày đầu tiên số liệu rất quan trọng, làm ơn đi. PS Sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vẽ tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. Chương 8 Tiếp theo bài hát là Hữu tình, vẫn là Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong phòng thu âm. Thiết bị chuyên nghiệp như đài điều chỉnh âm thanh, loa nghe lén, microphone đứng, phần mềm ghi âm được sắp xếp ngay ngắn. Hạ Vũ ở trong phòng thu âm, đeo tai nghe, nhìn bản nhạc trước mặt, thâm tình biểu diễn ca khúc. Nhầm hút thì cách cửa kính phòng điều khiển, ánh mắt tập trung vào Hạ Vũ đang biểu diễn, lỗ tai cẩn thận nghe tiếng hát của Hạ Vũ. Từng giọt nước mắt đều chảy về phía em. Quay trở lại cuộc gặp gỡ ban đầu. Hạ Vũ kết thúc câu ca từ cuối cùng, tiếp theo chính là phần ngâm sướng. A, à, giọng hát linh hoạt kỳ ảo của anh diễn dịch ca khúc hoàng mỹ, cộng thêm phòng thu âm hoàn toàn phong bế, tiếng ngâm sướng bi thiết cùng với tiếng vang từng trận từng trận truyền đến. Trong nháy mắt, phản phất khiến người ta đặt mình trong đại dương cuồng phong mưa rào. Sai rần hải yêu ở bên tai ngâm sướng như xa như gần, như sầu bi lại như dụ dỗ thanh tuyến, không khỏi đột phá phòng tuyến trong lòng người, cùng trầm luân trong đó cộng thêm nhạc đệm thổi phòng, tình cảm càng tô đậm đúng chỗ, trực tiếp mang theo người nghe rơi vào đại dương tình cảm hạ vũ bệnh, khó có thể tự kiềm chế. Bài hát kết thúc, hồi lâu sau, trong tai nghe mới truyền đến tiếng cảm thán của nhâm hút. Còn có kỹ xảo ca hát này, nếu nói cậu không có ở học viện âm nhạc đứng đầu học qua vài năm, tôi thật không tin. Đối mặt với lời khen ngợi không hề giữ lại của nhâm hút, hạ vũ chỉ cười mà không nói, gật đầu nhầm hút cũng chỉ coi đây là khiêm tốn chấp nhận, tiếp tục khen ngợi. Ca khúc thu xong, lập tức có thể phát hành. Thừa dịp nhiệt độ của chương trình, ca khúc nhất định sẽ nổi tiếng. Nhắc tới tiết mục, anh lại hỏi Hạ Vũ. Tiết mục tiếp theo của cậu muốn biểu diễn ca khúc gì? Là sáng tác hay là cải biên? Tôi có thể giúp cậu. Đương nhiên, nếu là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, phòng thu âm này thậm chí có thể trở thành dành riêng cho một mình anh hiển nhiên nhầm hút vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn chuẩn hạ vũ là mầm non tốt muốn ký hợp đồng với anh hạ vũ nhìn ra suy nghĩ của nhâm hút nhưng không đồng ý bài hát tiếp theo đã có manh mối tôi muốn thêm vào nguyên tố mới côn khúc và giọng hát côn khúc và giọng hát a à. nhâm hút nghe vậy vuốt cầm, suy nghĩ một lát lại phát ra âm thanh phản đối đây đều là mấy trăm năm trước lưu hành đồ vật cùng hiện tại lưu hành âm nhạc không hợp ta thấy qua quá nhiều muốn trộn lẫn một ít đồ vật mới đi vào ca khúc nhưng cuối cùng đều không nóng không lạnh nếu như muốn đi sáng tạo ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc phương hướng khác hạ vũ không đem sự phủ định của nhâm hút để ở trong lòng anh tháo tai nghe xuống vừa đi ra khỏi phòng thu âm vừa nói tâm ý ta đã quyết sẽ không thay đổi hiển nhiên là đã có ý tưởng thành thục nhằm hút thấy thái độ kiên định của hắn, liền biết ý nghĩ của hắn, không khuyên can nữa. Người trẻ tuổi A, mới vừa bước vào cái vòng luẩn quẩn này, có ý nghĩ của mình rất bình thường, không đụng tường nam không quay đầu lại, chịu chút thiệt thòi sẽ biết. Vừa đẩy cửa phòng thu âm ra, Hạ Vũ đã nhìn thấy Dư Uyển vãn lẳng lặng đứng ở phía sau phòng điều khiển. Lúc trước đắm chìm trong đoạn ghi âm, Hạ Vũ cũng không biết cô đến lúc nào, liền mở miệng hỏi. Anh đến đây lúc nào, đợi lâu chưa? Dư Uyển Vãn cười lắc đầu. Không có, ta cũng vừa mới tới. Trên thực tế, Dư Uyển Vãn đã tới một lúc, cô chỉ im lặng nghe Hạ Vũ ngâm sướng, không lên tiếng quấy rầy. Cho dù đã không phải là lần đầu tiên nghe được, nàng vẫn giống như bị hải yêu câu đi hồn. Ở phần này bi chuyển cửu tuyệt trong tiếng ca xa vào. Đến khi Hạ Vũ nhìn thấy cô, cô đã sắp xếp lại cảm xúc của mình. Hạ Vũ giơ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Thời gian là 6 giờ rưỡi, đã là giờ cơm, hắn liền chủ động mở miệng mời Dư Uyển Vãn. Tôi thấy thời gian đã 6 giờ rưỡi, anh gấp gáp chạy tới, hẳn là còn chưa ăn cơm, tôi biết gần đây có một quán lẩu đặc biệt ngon. Không bằng chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe được lời mời của đối phương, thêm nữa mình đích xác muốn biểu đạt ấy nấy với Hạ Vũ, Dư Uyển Vãn liền gật đầu đồng ý. Hai người đi tới quán lẩu Hạ Vũ đề cử. Nghĩ đến hắn lúc này đã xem như có chút danh tiếng công chúng nhân vật, Dư Uyển Vãn liền đề nghị đi ghế lô. Hà Vũ cũng vui vẻ đồng ý. Ánh đèn trong phòng sáng ngời, ấm áp, đặc biệt có cảm giác không khí. Nhìn thực đơn nhân viên phục vụ cầm, hai người dựa theo sở thích của mình gọi món. Nhân viên phục vụ đi xuống bưng thức ăn, trong phòng chỉ còn lại nồi lẩu đang ùng ục ùng ục phát ra âm thanh. Hai người cứ như vậy rơi vào trầm mặt. Một lát sau, Dư Uyển Vãn dẫn đầu lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Kết quả điều tra tai nạn sân khấu đã có. Là một người phụ nữ phối hợp với nhân viên hậu trường làm. Vẻ mặt cô có chút ấy nấy. Nhưng camera ngày đó không mở, không có chứng cứ. Cho nên chúng tôi chỉ có thể để nhân viên tự nhận lỗi từ chức. Hơn nửa nữ nhân kia, chúng ta đến bây giờ đều không có mặt mũi, không biết là ai. Ngươi phải cẩn thận. Dư Uyển Vãn nhìn ánh mắt Hạ Vũ. Chỉ thấy đối phương lộ ra thần sắc không thèm để ý, thoải mái nói: "Là người chế tác, anh có chuyện cần suy nghĩ. Biết anh có phần tâm ý này, tôi rất vui. Anh không cần vì thế mà cảm thấy có lỗi." Thấy Hạ Vũ thoải mái như vậy, Dư Uyển Vãn càng ấy nấy, nhìn không được nhắc nhở. "Anh vẫn phải cẩn thận cô gái kia. Giới giải trí nước sâu vẫn phải cẩn thận." Cô lại dừng một chút, mở miệng nói tiếp chờ tiết mục tiếp theo của em lấy được hai hạng nhất khẳng định nghe được từ đệ nhất này hạ vũ cười khẽ một cái môi hơi cong lên giọng nói có chút dâng lên đệ nhất ngươi cứ như vậy khẳng định ta có thể lấy được đệ nhất hạ vũ nhìn dư uyển vãng nồi lẩu đã hoàn toàn đun sôi sương mù bao phủ giữa hai người sương mù lượn lờ hắn không thấy rõ ánh mắt dư uyển vãng sáng lên mấy phần anh chỉ có thể nghe được giọng nói dư quyển vãn ấm áp, kiên định. Đương nhiên, ta làm sao có thể không biết thực lực của ngươi. Ta vẫn tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể làm được. Hạ Vũ nghe vậy, ngồi về phía sau, hoàn toàn thả lỏng tựa lưng vào lưng. Một dòng nước ấm chảy qua nội tâm hắn. Thì ra vẫn có người kiên định tin tưởng mình như thế. Sự ấm áp như dư quyển vãn cho người ta sức mạnh, mới là bạn thân chân chính nên có trong đời chỉ có người ủng hộ mình như cô mới có thể chống đỡ mình trên con đường âm nhạc càng đi càng xa anh đột nhiên nhớ tới hứa di phỉ nhớ tới sự ích kỷ của cô hứa di phỉ vì đem nguyên chủ cột ở bên người lợi dụng tình yêu của nguyên chủ đối với nàng trường kỳ thua nguyên chủ để cho hắn từ bỏ giấc mộng ca hát tuy rằng ngoài miệng nói về sau vẫn là bạn tốt nhưng chẳng qua là tìm được nhà tiếp theo liền hoàn toàn biến thành người khác, hoàn toàn không quan tâm nguyên chủ cảm thụ. Lúc cảm thấy hắn không đúng chút nào, liền không để ý tình cảm năm đó đá văn mình ra. Còn Mỹ danh kỳ nhật, siêu việt tình bạn. Chật. Nhưng Dư uyển Vãn thì khác. Cho dù xa cách nhiều năm như vậy, cũng vẫn sẽ nhớ thương chính mình. Cho dù chính mình một lần lại một lần cự tuyệt tham gia tiết mục thỉnh cầu, thậm chí đem nạn kéo hắt. Cô vẫn bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ hy vọng mình có thể dũng cảm hoàn thành giấc mộng của mình. Hơn nữa, ở trong lòng nạn, trước sau như một tin tưởng năng lực của mình. Nhân sinh sao có thể may mắn có được bạn thân như vậy? Có người ấm áp như vậy ủng hộ mình, hạ vũ nhất thời cảm giác cả người đều là sức mạnh. Anh dơ ly lên, ý bảo dư uyển vãn chạm ly. Cho em mượn các ngôn. Anh sẽ cố gắng. Dư uyển vãn cũng dơ ly rượu lên, cùng anh chạm cốc. Được, ta mỏi mắt mong chờ. PS Một hơi phát 5 chương, sau đó niết, 8 điểm một chương, 10 điểm một chương, 0 điểm một chương, sau đó ngày mai 12 điểm một chương, 2 điểm một chương. Sách mới ngày đầu tiên số liệu rất quan trọng, làm ơn đi. PS Sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vẽ tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. Lại PS nữ chính dư uyển vãn đã định tốt rồi nguyên gốc thiết huyết thuần ái chiến sĩ giới giải trí văn hai cái đầu gỗ nói chuyện yêu đương nơi này viết nguyên gốc thuần ái giải trí văn không biết như thế nào hy vọng mọi người cho nhiều điểm phản hồi lại ts hoa hoa vé tháng bình luận sách chỉ cần các ngươi có ta tồn bản thảo liền có vỗ vỗ tồn bản thảo tương đi ngủ đi chọc hy vọng ngày mai rời giường sẽ có kinh hỉ chương 9 trên xuống đen hơn hot sớt thành sướng không công bằng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cả thành phố chìm trong màn đêm. Trước cửa sổ sát đất của một tòa cao ốc xanh biếc huy hoàng. Từ chu nhìn kết quả bỏ phiếu trợ lý đưa cho mình, không khỏi tức giận. Hạ vũ bất quá là một cái mới ra đời tố nhân, ca khúc nhân khí làm sao có thể xếp ở ta phía trước. Thật sự là trượt thiên hạ to lớn trò cười. Ai? Ai biết có phải hay không có màn đen? Từ chu chỉ vào bài danh ca sĩ được hoan nghênh nhất, ngữ khí trào phúng lại đắc ý, nói với trợ lý. Ngươi xem đi, nếu là so nhân khí, hạ vũ tiểu tử này còn cách ta rất xa đâu. Công ty bên kia an bài ca khúc không được, ta cần càng có chất lượng ca khúc, đến thủ hát lại. Trợ lý gật đầu, khúng núng bên cạnh, không ngang ngược như trương dương trước mặt người khác. Được. Hắn dừng lại một chút, nhìn sắc mặt từ chu lúc này còn không quá kém, nhỏ giọng mở miệng nghe nói lúc trước hắn lên sân khấu xảy ra vấn đề là nhân viên công tác sai lầm nhân viên công tác kia đã bị đuổi việc mặc dù không nói rõ nhưng phỏng chừng nghe được lời của trợ lý sắc mặt từ chu trong nháy mắt liền tối sầm lại nghĩ đến hạ vũ không chỉ không vì sự cố sân khấu mình tạo ra mà còn hóa giải hoàn mỹ tên kia sao lại may mắn như vậy điều này làm cho từ châu sao có thể không tức giận hắn vừa định tức giận người đại diện trương hân liền đẩy cửa bước vào cùng với đó là một trận của trách chém đầu che mặt lần này vì sao không phải sông đệ nhất lúc trước không phải rất có năng lực sao cùng ta khoác lác hiện tại à ta nói cho ngươi biết công ty đã biết phát ra chất vấn hắn nói xong trực tiếp phát hỏa với từ chu từ chu ngươi làm thân kinh bách chiến nghệ sĩ lại không sánh bằng một cái xảy ra sự cố sân khấu gia hỏa. Từ châu ngày thường chính là nghệ sĩ mà công ty coi trọng, chủ yếu ủng hộ. Mỗi lần chỉ cần có tài nguyên tốt, đầu tiên liền đến phiên hắn, công ty cũng dựa vào hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy mình đều phải cung kính kính, làm sao có người trực tiếp mắng hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, Từ Chu bị mắng đầu óc có chút mơ hồ, đại não ông ông rung động, biểu tình vặn vẹo. Ngươi, sao ngươi dám mắng ta? Ngươi tâm so với trời cao, thật cho rằng nhiều như vậy phan là bởi vì ngươi thực lực mạnh mới hấp dẫn tới sao? Nếu không là công ty cho ngươi tốn nhiều tiền hoạt động, ngươi còn có hôm nay. Trương Hân nói chuyện không lưu một chút tình cảm, làm cho sắc mặt Từ Chu đều đen xuống, giống như sắp núi lửa phun trào. Trợ lý bên cạnh chỉ có thể run lẩy bẩy, không dám nói nhiều, sợ châm lửa vào người. Trương Hân nhìn bộ dạng này của Từ Chu, trong lòng càng tức giận, mắng chửi nói. Ta xem ta người đại diện này chính là bảo mẫu mệnh, mỗi ngày vì ngươi làm sự tình chui điếc. Từ Chu đã kịp phản ứng, nhanh chóng lên tiếng phản kích. Công ty coi trọng năng lực và tiền đồ của tôi, mới phái anh tới làm người đại diện của tôi. Không phải để anh tới khoa tay múa chân với tôi. Anh có thể làm, không thể làm thì cút. Bình thường Trương Hân cũng là đối tượng được người ta tôn trọng, Thật sự không nghĩ tới tiểu tử từ châu này lại tâm cao khí ngạo như thế, một hơi chặn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể đè nén lửa giận, dù sao còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Vốn định vị công ty cho hắn, là vẫn bảo trì xong đệ nhất đến cuối cùng. Để thu hoạch lưu lượng lớn, bên công ty đầu tư rất nhiều. Hiện tại xảy ra tình huống, từ chu cùng mình đều chỉ có thể chịu không nổi. Chuyện của Hạ Vũ nhất định phải giải quyết hắn ấn ấn mi tâm bình tĩnh một chút mới mở miệng nói hôm nay tôi tới không phải để cãi nhau tôi hỏi cô có phải lúc trước hai người từng nói hạ vũ nhảy dù không từ châu hiển nhiên là đang nổi nóng không có đáp lại vấn đề của người đại diện vẫn là trợ lý nhỏ giọng mở miệng trả lời đúng vậy lúc trước chúng tôi có xem qua danh sách tổ tiết mục trên đó không có hạ vũ được ta biết rồi chuyện này giao cho ta xử lý trương hân xác nhận tin tức liền chuẩn bị bắt tay vào xử lý trước khi rời khỏi văn phòng anh quay đầu lại nhớ ra điều gì đó nói với hai người ta cảnh cáo hai người các ngươi đừng nghĩ mình làm chuyện ngu xuẩn gì nếu bị phát hiện ta và ngươi đều tự thân khó bảo toàn nói xong liền không quay đầu lại rời đi buổi tối hôm đó một thanh tìm kiếm nóng lặng lẽ dâng lên. Bùng nổ. Nghệ sĩ nhảy dù thanh nhạc bất thôi ba, màn đen số một là một chương trình truyền hình quốc dân, thanh nhạc không ngừng, được quan tâm nhiều mặt. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm, liền hy vọng từ trong tiết mục có thể đào ra dưa hấu. Lúc này tin tức này vừa ra, liền giống như đánh mất một viên kinh lôi, nhanh chóng khiến cho khắp nơi chú ý. Ngay cả các nhân vật tiếp thị nghe tin mà hành động, tăng thêm một mồi lửa cho dư luận trong lúc nhất thời khiến cho rất nhiều cư dân mạng bàn tán sôi nổi nói đến thứ nhất một người là hạ vũ một người là từ châu công ty từ châu từ trước chương trình đã tung tin tức tham gia vậy xem ra chỉ có hạ vũ là có lẽ là hạ vũ không chạy rồi ta đã nói rồi hắn làm sao dám trực tiếp hát tình cảm là người ta có hậu trường mà khi đó còn đặt ở chúng ta thuyền trên đầu tiết mục tổ thậm chí không có bất kỳ xử lý nguyên lai like là bởi vì màn đen a à. tôi đã nói vũ ninh nhà tôi hát hay như vậy sao lại bị một tuyển thủ hát hay đánh bại chứ khán giả của cá lớn đến tột cùng là ai a à, tôi vẫn cảm thấy giọng hát của anh ấy thật xấu hổ có loại cảm giác lấy lòng mọi người ai biết phiếu bầu có phải là xoát ra hay không thanh nhạc không thôi thoạt nhìn là càng làm càng không được a à, hạ vũ như vậy có màn đen tuyển thủ cũng có thể ở trên đài đời xuống Tiết mục tổ dù sao cũng phải cho một cái trả lời thuyết phục A. À. ts PS Một hơi phát 5 chương, sau đó niết, 8 điểm một chương, 10 điểm một chương, 0 điểm một chương, sau đó hôm nay 12 điểm một chương, 2 điểm một chương. Sách mới ngày đầu tiên số liệu rất quan trọng, làm ơn đi. PS Sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vẽ tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn. PS. Tỉnh ngủ mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua số liệu, bị kinh hỉ đến rồi. Cảm tạ hoa hoa, vé tháng, thúc giục, khen thưởng của Pikachu. Việc, hôm nay thêm một chương, 4 giờ phát. Thu mi. Chương 10. Bỏ thi đấu. Đảo ngược. Đơn khúc phát hành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dư luận lên men rất nhanh, trên mạng thậm chí có tiếng nói yêu cầu hạ vũ trực tiếp rút khỏi cuộc thi thậm chí một nhà đầu tư trong chương trình trực tiếp gọi điện thoại cho đạo diễn chu ngang chu mọi người đã xem hot sức chưa bây giờ dư luận ầm ĩ như vậy tôi thấy hạ vũ kia dứt khoát không nên ở lại chương trình này nữa để anh ta rút khỏi cuộc thi đi chuyện của hạ vũ chúng tôi sẽ xử lý thỏa đáng anh không cần quá lo lắng chu ngang đương nhiên sẽ không vì dư luận mà khiến hạ vũ rút khỏi cuộc thi nhưng đối mặt với áp lực của nhà đầu tư, hắn không tiện trực tiếp phản bác, chỉ có thể dời trọng điểm đề tài đi. Nếu đầu tư của tôi bởi vì Hạ Vũ bị hao tổn, trách nhiệm này ai có thể gánh vác? Nghe giọng nói của nhà đầu tư càng thêm kiêu ngạo, Chu Ngang cũng có chút kích động. Anh có biết năm đó anh ấy có bao nhiêu? Thôi đi, không nói rõ được với anh, tóm lại, Hạ Vũ tuyệt đối không thể rút khỏi cuộc thi. Nói xong, không đợi nhà đầu tư trả lời, chu ngang đã cúp điện thoại nghĩ đến những tin tức đen tối trên mạng anh trầm ngâm một tiếng chuyện này cũng nên thương lượng với hạ vũ một chút chu ngang lại gọi điện thoại cho hạ vũ nhân viên tổ tiết mục cũng chú ý tới dư luận trên mạng chương trình đã phát sóng lâu như vậy tuy rằng đã sớm thành thói quen hắc tố xuất hiện nhưng lần này có thể nói thật sự là tin đồn vô căn cứ là nhân viên hậu trường họ chắc chắn có thể xem ip bỏ phiếu Đương nhiên cũng biết số phiếu của Hạ Vũ là thật. Nó không được gọi là mạng đen. Ngược lại là bỏ phiếu phổ biến, có bao nhiêu IP giống nhau bỏ phiếu cho cùng một người. Đến tột cùng ai mới là tấm mạng đen chân chính bỏ phiếu, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng, chẳng qua ngại thân phận, không thể nói rõ. Húng hồ, Hạ Vũ là tuyển thủ mà đạo diễn vẫn luôn coi trọng, hiện tại xảy ra vấn đề. Nhân viên công tác nhìn thấy đạo diễn vừa mới nói chuyện điện thoại xong vội vàng dò hỏi. Hiện tại dư luận trên mạng lên men nhanh như vậy, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đạo diễn cúp điện thoại với Hạ Vũ, sắc mặt đã từ lo lắng ban đầu biến thành lạnh nhạt. Giọng nói của anh bình tĩnh, tràn đầy tín nhiệm đối với Hạ Vũ, nói với nhân viên công tác. Không có việc gì. Tôi vừa gọi điện thoại cho Hạ Vũ. Anh ta nói bên kia đã có phương pháp ứng phó. Chúng ta hiện tại chỉ cần im lặng không hành động thiếu suy nghĩ chính là phối hợp tốt nhất với anh ta. Trong phần mềm mắt to vẫn ầm ý như cũ, một đề tài khác chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy lên hot sớt. Hạ Vũ phát hành đơn khúc cá lớn đám hát tử lên án công khai Hạ Vũ, thấy Hạ Vũ công bố ca khúc mới lại càng hăng hái, dự định đổi trận địa tiếp tục đen tối. Mà trước đó vốn là bởi vì phát sóng trực tiếp ca khúc cá lớn mà cư dân mạng qua đường thích ca khúc này lại càng không chút do dự chuyển tới liên kết đơn khúc nhấn nút Play. Một trận nhạc dễ nghe trút xuống. Lại là phiên bản có nhạc đệm. Khúc nhạc dạo uyển chuyển âm phù, tự như độc tấu tịch mịch của sinh linh biển sâu ở đáy biển tối. Là tố bất tận cô độc, tịch mịch. Khúc nhạc dạo hàm chứa kéo dài, tiếng hát của Hạ Vũ cũng theo đó truyền đến. Tiếng hát êm tai nói ra. Hạ Vũ hóa thân thành người kể chuyện dùng giọng nói kỳ ảo lại uyển chuyển của hắn kể lại sự cô tịch của thế giới dưới đáy biển. Xử lý tình cảm vừa đúng, hợp với nhạc đệm, tầng tầng tiến lên. Khiến người ta giật mình, hãm sâu trong đó. Đám hát tử vừa rồi còn kêu gào muốn hạ vũ rời khỏi trận đấu, trong khoảng thời gian ngắn nghe đến mê mẩn, ngay cả lợi khí cùng tâm tư vì tiền mà đến trong lòng, cũng vào giờ khắc này biến mất hầu như không còn. Người qua đường và phan vốn rất chờ mong nhạc đệm, lại càng trực tiếp kích động xây nhà ở khu bình luận. Trước màn hình, một vị đạo diễn hoạt hình Trần Hiên cũng nghe cá lớn, xuất thần. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một vị biển sâu thiếu nữ, khốn ách tại mênh mông biển rộng, hướng tới biển rộng bên ngoài thế giới. Thiếu nữ ra sức hướng thượng du, ý đồ hướng về nguồn sáng tìm kiếm tự do của mình. Bỗng nhiên, cô bị mắc kẹt trong lưới đánh cá của con người. Nàng một lần lại một lần giãy dụa, cuối cùng vẫn không giải thoát. Thế giới ngày càng sáng hơn, cách thế giới bên ngoài cũng ngày càng gần. Ngay khi cô sắp từ bỏ hy vọng, một thiếu niên xuất hiện. Anh ta cố gắng bơi về phía cô gái, cắt lưới đánh cá và cứu cô gái. Nhưng hắn lại vì ngạt thở mà chết, hóa thành cá nhỏ. Thiếu nữ vì thế trong lòng ấy nấy. Cô bất chấp thế giới bên ngoài, trải qua đủ loại khó khăn và trở ngại, giúp linh hồn cậu bé sau khi chết trở lại nhân gian. Trong một lần mạo hiểm, thiếu nữ đã sớm sinh lòng yêu say đắm thiếu niên. Nhưng là nàng sinh ra thuộc về hải dương, thiếu niên sinh ra thuộc về nhân gian. Nàng mặc dù yêu thiếu niên, nhưng cũng chỉ có thể buông tay thành toàn, để thiếu niên trở lại thế giới thuộc về hắn. Lời bài hát giống như lời thuyết minh nội tâm của thiếu nữ. Xuân khứ ưu lai, hải đường hoa khai. Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt, thiếu niên đã đủ lông đủ cánh là thời điểm trở lại thế giới thuộc về hắn. Cho dù có muôn vàng không nở, thiếu nữ cũng chỉ có thể buông ra thời gian dây thừng, nhìn thiếu niên bay về phía trời xa chính mình phía chân trời. Đó là thế giới mà thiếu nữ hướng tới, nhưng chính mình hao hết tất cả khí lực. Chỉ có trong nước mắt vô tận, nhớ lại người yêu. Nước mắt hòa lẫn trong nước biển, chảy vào cuộc gặp gỡ ban đầu của hai người. Bất tri bất giác, Trần Hiên đã rơi lệ đầy mặt đây chính là ca khúc mà hình ảnh trong lòng hắn hội tụ mà thành bất kể là lời bài hát hay là đệm nhạc của bài hát này đều không mưu mà hợp với bộ phim hoạt hình mà trong lòng anh muốn chế tác hoặc là nói quả thực chính là lượng thân chế tạo anh vốn bởi vì chủ đề tình yêu và phương thức biểu hiện hoạt hình trong phim của mình không được nhà đầu tư coi trọng mà khổ não tất cả mọi người đều nói với anh phim hoạt hình kết hợp với đề tài tình yêu là không có thị trường hiện nay đề tài tình yêu chủ lưu là phim thần tượng không ai muốn dành hàng giờ ngồi trong rạp chiếu phim và xem một bộ phim hoạt hình tình yêu càng miễn bàn tình tiết câu chuyện của hắn quá mức mịt mờ kết cục bi kịch cũng không phải mọi người thích nghe ngóng nhưng hôm nay nghe được bài hát này không mưu mà hợp với suy nghĩ của anh giống như bản thân ca sĩ cùng nhân vật trong lòng anh sinh ra đồng cảm điều này cho hắn do dự bất định dũng khí lớn lao bắn nhất định phải chụp. ts Một hơi phát 5 chương, sau đó niết, 8 điểm một chương, 10 điểm một chương, 0 điểm một chương, sau đó hôm nay 12 điểm một chương, 2 điểm một chương. Sách mới ngày đầu tiên số liệu rất quan trọng, làm ơn đi. ts Sách mới ngày đầu tiên, quan uy hoa hoa, vé tháng, bình luận sách, gia tăng đổi mới tốc độ, có tỷ lệ nhất định phát động bạo kích ngày vạn cảm ơn người bí ẩn ba tấm vé tháng. Việc, sở dĩ là người bí ẩn, bởi vì ta không tìm được ngươi tên gì o, o, siêu vui vẻ, nhưng có bị chính mình ngu xuẩn đến hôm nay thêm hai chương, bốn giờ và sáu giờ phát. Thu mi